Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến cho quý khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được công nhận hết đất, cũng như được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, cũng như mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được đúc ban công vuông theo phong cách hiện đại mới nhất năm 2022, và phía ngoài mình có những cái khung sắt trang trí rất là đẹp, cũng như lan can thì được làm bằng kính cường lực 10 ly, tay vịn inox, và mình có những cái mảng tường cũng như được trang trí làm bằng xi măng. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn qua lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà, cũng như con đường ở phía trước căn nhà để di chuyển vào bên trong để giới thiệu với khách hàng. Thì căn nhà mình nằm trên một con hẻm thông. Con hẻm trước nhà rộng lên đến khoảng 6m. Xe hơi, xe tải di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như căn nhà này thì rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Với con đường phía trước rộng lên đến 6m. Căn nhà mình thì đang có hướng là hướng đông bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút là khách hàng đã sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ hơn 2m để mình để xe gắn máy, cũng như khoảng sân này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên tường thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng độ hơn 3m. Kín tường cũng như phía bên trên thì mình được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và khu vực này thì nếu gia đình mình có xe hơi thì mình cũng có thể bỏ được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có hai phòng khách và đã được các chủ nhà thiết kế phía bên trên tầng lửng mình có thêm một cái phòng khách, cũng như có nhà vệ sinh riêng để thuận tiện cho mình có nhu cầu mình làm phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình cũng như phòng ngủ thì rất là thuận tiện. Với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình, cũng như đây là cái khoảng gara xe hơi dưới tầng trệt của căn nhà. Nếu mình có nhu cầu thì mình để xe hơi, còn nếu gia đình mình chưa có nhu cầu thì mình có thể làm phòng khách. Di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế cầu thang nếp sang một bên, cho nên là không gian phòng khách, phòng bếp ở dưới tầng trệt này rất là rộng và rất là thoáng. Và căn nhà này thì rất là phù hợp để quý khách hàng có thể vừa mua để ở hoặc là mở phòng công ty cũng như kinh doanh, và với tất cả các loại mặt hàng như rất là thuận tiện để mình mua để kinh doanh buôn bán hàng online thì rất là tuyệt vời. Với không gian ở phía dưới được anh chị nhà thiết kế nếp sang một bên. Bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị chủ nhà tặng kèm, cũng như tủ bếp. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng, như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ và mặt đá hoa cương. Phía sau thì mình sẽ có một khoảng không gian giếng trời, và phía bên dưới thì mình sẽ có một cái hòn năm bộ khô được anh chị trang trí rất là đẹp. Và đây là cái giếng trời mà nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và căn nhà nằm trên trục đường thông thuộc đường Quang Trung, phường 14, và đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m, được công nhận hết đất 64m và được các chủ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu, full nội thất tặng kèm, và chỉ với giá 8 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem.
Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Khu vực không gian tầng lửng căn nhà mình thì sàn nhà mình được lót gạch đá, lót gỗ. Và không gian tầng lửng thì được cái chủ nhà thiết kế cầu thang nép trong một bên, cho nên là phía bên trên này rất là rộng. Và mình có thể vừa làm không gian phòng khách bên trong và mình cũng có thể sử dụng cái khu vực sảnh ở phía bên ngoài này, thì với nhiều công năng thì mình có thể để làm phòng máy vi tính, phòng làm việc cũng như khu vực vui chơi giải trí. Và đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, và đặc biệt căn nhà mình thì sẽ có một cái nhà vệ sinh và một cái giếng trời ở phía sau căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Với một căn nhà được thiết kế phòng phòng khách tầng lửng có nhà vệ sinh thì rất là thuận tiện để mình có thể làm phòng karaoke, phòng ngủ, phòng sinh hoạt gia đình, rất là thuận tiện. Và khu vực không gian tầng lửng thì mình cũng được thiết kế có hệ thống điện lạnh, nếu gia đình mình có nhu cầu lắp ráp máy lạnh thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá 8 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe. Sàn nhà mình thì được lót gỗ và bên trong không gian phòng ngủ thì đã được anh chị nhà phun nội thất tặng kèm. Phía trước mình có cửa sổ, cửa đi ra ban công cũng như để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, và mình sẽ có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng ngủ phía trước. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng sảnh rất là rộng này, thì để mình có thể để làm phòng làm việc. Và đặc biệt không gian phòng ngủ thứ hai này thì chị thiết kế cho mình bên trong là khu vui chơi dành cho em bé, cũng như đã được anh chị của nhà lắp sẵn máy lạnh, có nhà vệ sinh riêng thì để gia đình mình có nhu cầu làm khu vui chơi cho em bé thì đây là khu vực vui chơi rất là tuyệt vời. Và nếu gia đình mình có nhu cầu làm phòng ngủ thì mình chỉ kê giường vào là mình sử dụng làm phòng ngủ, rất là thuận tiện. Rồi mình vừa di chuyển qua không gian hai phòng ngủ lầu 1 của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý nhà đi xem. Một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Quang Trung, Phan Huy Ích và gần với lại khu vực Phạm Văn Bạch, chợ Quang Trung. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và được anh chị chủ nhà phun nội thất tặng kèm. Với 4 phòng ngủ thì anh chị chủ nhà đã phun nội thất 3 phòng ngủ và anh chị trừ ra một phòng để làm phòng cho em bé. Và đây là khu vực không gian nhà vệ sinh. Mình sẽ có 4 phòng ngủ giống nhau, có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Và căn nhà mình thì nằm trên trục đường Quang Trung thì rất là thuận tiện để mình mua ở mở văn phòng công ty như kinh doanh buôn bán thêm. Với con đường thông sát với căn nhà mình là một cái ngã ba thông ra trục đường chính phía bên ngoài là trục đường bờ kênh bến cát Tham Lương, thì là con đường tránh ùn tắc giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mai mốt nếu gia đình mình có nhu cầu thì mình có thể di chuyển xa trục đường bờ kênh bến cát Tham Lương, di chuyển qua các quận lân cận để mình vào thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng.
Căn nhà mình thì nằm trên trục đường Quang Trung gần sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ khoảng độ 10 phút đi xe gắn máy thôi, và cách trung tâm thành phố khoảng độ 20 phút thôi, với một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung đã có sổ hoa hồng hoàn công đầy đủ cũng như quý hàng có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng căn nhà, phía ngoài mình chỉ có một khoảng sân và bên trong mình có một cái bộ bàn ghế để mình vui chơi cũng như hóng mát. Ở phía sau căn nhà mình là khu vực sân phơi, thì bên trong mình sẽ có một cái khoảng sảnh rất là lớn để mình có thể làm phòng thờ, phòng tập cũng như khu vui chơi ở phía bên trên, và phía sau là khu vực sân phơi căn nhà. Và video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.